Chào cả nhà. Tiếp clip trước clip này, ta cập nhật nút giao Võ Văn Kiệt và cầu Suối Nhum. Do đường Mỹ Xuân Ngãi giao giờ là đường Võ Văn Kiệt, nên có thể đây sẽ là nút giao Võ Văn Kiệt. Nếu nút giao này có tên là Võ Văn Kiệt thì sẽ trùng tên với nút giao Võ Văn Kiệt của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ trong tương lai. Giờ mời cả nhà cùng xem dự án thành phần 3 của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ Ranh với Đồng Nai đến cầu Suối Nhum. Sau hơn một năm thi công, trên toàn tuyến dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, một số đoạn đã hoàn thành lớp gia cố xi măng. Nhiều vị trí đoạn qua thị xã Phú Mỹ đã thi công thổi bụi, tưới bám dính. Do những ngày gần đây, thời tiết chưa thuận lợi nên phải chờ trời nắng nóng. Nhìn từ trên cao, việc tưới bám dính nối thành một vệt dài, tuyến đường đã bắt đầu thành hình. Trông khá giống đã trải nhựa. Ông Võ Hoàng, Chỉ huy trưởng tập đoàn Sơn Hải cho biết do đang trong mùa mưa nên việc thi công gặp một số khó khăn. Để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án, các nhà thầu triển khai thi công vào sáng sớm và kết thúc vào buổi chiều. Lớp này xong làm lớp tiếp theo, qua đó tiến độ các hạng mục tại đoạn tuyến được thực hiện đồng bộ. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu phải điều chỉnh lại tiến độ để các hạng mục thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, như giải đá chờ tạnh mưa để lù lèn mặt đường. Nếu mưa nhiều, sẽ chuyển sang thi công cấp phối, để khi trời nắng nóng, sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa. Nếu thời tiết cứ mưa như hiện nay, có thể tới tháng 10 hay tháng 11, mới có thể tiến hành thảm nhựa trên nhiều đoạn. Do thuận lợi về mặt bằng, đã giúp nhà thầu đạt được tiến độ phần nền khoảng gần 90%, tương đương 17 trên 19,5 km chiều dài toàn tuyến, đã giải được lớp cấp phối đá dăm, bảo đảm cho việc triển khai thi công trong cả mùa mưa. Phía trước đây là đường Võ Văn Kiệt, tên cũ là Mỹ Xuân Ngãi Giao. Ta thấy đoạn Võ Văn Kiệt ngang cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được giải phóng mặt bằng, mở rộng ra hai bên. Tương lai ở đây sẽ có cầu vượt. Vị trí này cách Ranh với Đồng Nai khoảng 1,8 km và cách cầu Suối Nhum khoảng 1,3 km.
Dự án thành phần 3 có tất cả 11 cầu. Trong đây mình thấy cầu Suối Nhum là chậm nhất. Mỗi lần qua đây, mình thấy chỉ có vài công nhân. Thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngoài phần đường còn có 11 cây cầu và một hầm chui dân sinh. Hiện tại, cầu Suối Đá đã cơ bản hoàn thành. Cầu vượt nút giao Hội Bài - Châu Pha đã thi công xong phần mố trụ, đúc dầm. Nhà thầu sẽ hoàn thành phần việc lao lắp dầm trong tuần tới. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, chỉ huy trưởng công trình công ty cổ phần 479 Hòa Bình cho biết, đến nay, tất cả các cầu đều đáp ứng tiến độ dự án. Nhà thầu đang cam kết với chủ đầu tư trong điều kiện thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 năm 2025. Về phần đường, ông Võ Hoàng, chỉ huy trưởng tập đoàn Sơn Hải khẳng định, với tiến độ này, dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ về đích trước 5 tháng so với cam kết trong hợp đồng, để thông xe kỹ thuật cuối tháng 4 năm 2025. Ban quản lý dự án đặt ra kế hoạch, trong đó thời gian tới, tiếp tục khai thác, cung cấp bảo đảm nguồn vật liệu cho thi công, áp dụng cơ chế đặc thù. Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu nào trong liên danh thậm tiến độ, sẽ thực hiện ký phụ lục hợp đồng điều chuyển khối lượng công việc sang các thành viên khác trong liên danh. Trong năm 2024, Trung ương bố trí 500 tỷ đồng cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đã giải ngân 90%. Vừa qua, Trung ương đã bổ sung thêm 487 tỷ đồng để thực hiện dự án. Mặt bằng sẵn sàng, thi công thuận lợi, nguồn vốn bố trí đầy đủ. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư phải đốc thúc các nhà thầu, đơn vị thi công, nỗ lực phấn đấu khối lượng công trình phải đạt từ 70 đến 80% để bảo đảm được tiến độ hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 4 2025.